Chào các bạn, hôm nay là Diệu Nguyễn sẽ nói về sức khỏe toàn diện của con người. Đặc biệt là hai loại thực phẩm bổ sung mà người thường bắt buộc phải dùng. Bữa nay không nói chuyện tập tạ, bữa nay không nói chuyện tập gym mà chỉ nói chuyện người thường thôi. Vậy thì bây giờ sẽ lấy lại sự công bằng cho bốn chữ thực phẩm bổ sung. Bốn chữ thực phẩm bổ sung là nó đàng hoàng lắm bạn, nó tinh túy lắm, chứ không phải là cái vấn đề mà giờ nó biến tướng, không? Nó biến tướng, nó có đi cấp đáp, rồi có đi cấp đô, rồi nghe người ta giật giật, rồi lấm hết nhiều cái, nó gọi là nó rất là mất thể diện các bạn. Đây, bây giờ bạn tự bạn thấy không? Ví dụ như thế này, thực phẩm bổ sung là gì? Đó, thấy này, trái chuối không? Ví dụ trong trái chuối đó, nó có những cái chất cần thiết đó cho cuộc sống chúng ta, thì sẽ có một cái công ty nó nghiên cứu đó, xong rồi nó làm ra nhà máy quy trình sản xuất, nó chiết xuất những cái chất đó thôi đó, nó chiết xuất những cái chất đó, nó làm thành một cái loại thực phẩm bổ sung gì đó, thì cái đó là thực phẩm bổ sung như này, chứ không phải là giờ là lấy bột biết gì xong rồi mua màu về rồi mua mấy cái nước ví dụ như có ga quỷ quái gì soda gì đó bỏ vô quậy đóng nắp đóng chai vô rồi dán cái nhãn đẹp đẹp vô rồi mướn mấy con sầm sàm quảng cáo nha các bạn. Cái đó là nói cho nó rõ, thực phẩm bổ sung nó đàng hoàng không bạn, nhưng mà tại nó bị biến tướng mà, hiểu không? Bữa nay tôi nói là phân số đàng hoàng nha. Đó, như ví dụ trong xã hội có những hiện tượng giống như là bông hậu đồ này nọ kia, bản chất rất là đàng hoàng, nhưng mà tự nhiên các bạn nghe các bạn giật giật, nó kỳ lắm bạn, nó rất là kỳ thật sự nhé. Đó thôi, vậy thì tại sao hai cái loại thực phẩm bổ sung mà Duy Nguyễn đưa cho bạn ngày hôm nay nó lại là rất cần thiết cho con người? Đang nói con người, không nói chuyện tập tạ nữa, tập tạ nó hoài rồi. Thì hai loại thực phẩm bổ sung này được Duy Nguyễn mệnh danh đặt cho nó là cái gì? Văn thần võ tướng, nói chung bên quan văn bên quan võ. Vậy theo các bạn, nào văn nào võ? Thằng này là văn, thằng này là võ. Tại sao? Tại vì một cái triều đại á mà nó không có quan văn, nó không có quan võ, nó đi bụi nha bạn, chứ không phải giỡn đâu. Và khi mà bạn gọi là bạn lệch kèo, bạn trọng văn khinh võ, trọng võ khinh văn, thì bạn cũng bị đi bụi luôn đó. Trên đời này chỉ có một cái kèo duy nhất mà trọng văn khinh võ thành công thôi, biết kèo nào các bạn? Tức là đất nước của bạn nó cực kỳ ổn định, bình thường và hòa bình, có một cái hiệp định hòa bình, đúng không? Hàng ngàn năm không đứng nó đánh bạn, thì lúc đó bạn trọng văn mà khinh võ được. Nhưng còn mà đất nước của bạn có những cái rủi ro này nọ kia thì phải là văn võ cân bằng. Nên đừng có ông nào nói tôi quan trọng hơn nào hết, mỗi ông nó đều quan trọng một kiểu nha. Phải có văn để làm gì? Xây dựng đất nước, kiến thiết đất nước, đi ngoại giao đồ này nọ kia, đúng không? Mà khi mà đã đi ngoại giao rồi mà lo không được nữa đó, mà người ta đánh mình thì ông võ mới ra, mà ông võ mà ra phải có ông văn hiến kế nữa, nó nhiều lắm bạn đó. Nói chung là thằng này là văn là có ý đồ của nó, thằng này là võ cũng có ý đồ của nó luôn. Vậy thì ánh xạ vô cái con người thường thường bình thường, ủa Di ơi tại sao này là văn không Di? Tại không có ông này chết luôn xiềng, không có thằng này là cuộc sống bạn nó cỡ như nó bế tắc. Ở đây mà phải hiểu cho đúng nha, tức là bạn sử dụng thực phẩm bổ sung mà bạn không dùng thằng này, cuộc sống mình mới bế tắc. Chứ còn giờ bạn nói thôi tôi là thuộc thế giới mà classic cổ điển cách đây 50 năm ăn cơm mẹ nấu, đúng không? Nâng cấp. Nếu bạn tranh luận á, ủa vậy ăn cơm mẹ nấu có được không anh? Đương nhiên được, ăn cơm mẹ nấu đâu có chết đâu, thì cũng bình thường, cũng sống sống vậy đó. Nhưng mà quan trọng sự phát triển nó tới đâu đó. Vậy thì thực phẩm bổ sung nó mới ra gần đây chừng 20-30 năm thôi bạn nha, thì nó có những cái lý do để cho nó tồn tại và phát triển trong một xã hội ngày càng văn minh hiện đại. Văn minh hiện đại đây là cái gì? Thứ nhất á, là cái technology. Technology tức là technology nó làm được cái này. Chứ hồi xưa trái chuối bỏ miệng ăn thôi chứ sao nó chích chút xúc gì ra được, đúng không? Nhân sâm là cắn cả củ, giờ đâu cắn đâu, giờ nó khác rồi. Đó, cách đây bao lâu á là cái gì sữa bò á là kể như là lấy ra, không lẽ nó uống tại chỗ hơi bựa chứ thiệt, cùng lắm lấy ra nấu lên uống luôn đó, sữa tươi. Còn bây giờ là người ta làm qua quy trình nhà máy, bỏ lacto đồ abc các kiểu gạn này ra, ván sữa lấy làm quay, lấy làm casin, lấy làm phô mai, con bò cười niềm vui của mọi người. Thì ở góc độ của bạn, ở những cái máy tre làng của bạn là bạn biết được có ăn phô mai rồi đó, thì ở ngoài kia vũ trụ nó ăn tới cái gì nè. Giờ bạn không tin đúng không? Tối nay tôi không có chưa tập tạ, phi hành gia ăn gì bạn? Phi hành gia có ăn cơm mẹ nấu không?
đúng không? Để làm được những chuyện vĩ đại trong những hoàn cảnh ngặt nghèo thì phải có những cái thực phẩm nó đúng tầm đẳng cấp như vậy. Đó, rồi ví dụ bạn có đi lính chưa? Lính có ăn cơm mẹ nấu không bạn? Lính tùy quốc gia, mỗi quốc gia mỗi khác nha. Đó, ví dụ như lính Trung Quốc có thể ăn lương khô gì đó diễn biết. Còn nhưng mà lính Mỹ là Duy Nguyễn được test rồi đó. Hoặc kỳ mà Duy Nguyễn qua Mỹ là có lụm được mấy ông nó cho đồ bạn. Nó cho một cái bịch. Nó cho cái bịch giống như là cái gì lẩu tự sôi vậy đó bạn. Mới lẩu tự sôi hay cơm tự sôi gì không biết, nó tên thị trường giờ sắp có rồi, nhưng mà lính Mỹ đang bao đời nay rồi, nó bỏ cái bịch đó vô, không cần lửa, không cần khí khô với bạn. Nó dò dò nào nặng hồi đó sôi ăn luôn mà. Đó, nó tức là trong những hoàn cảnh ngặt nghèo phải có những loại thực phẩm ngặt nghèo đáp ứng. Vì thì trong một sự thành công của một con người về cả sức khỏe, về cả địa vị xã hội và cả tầm nhìn thì không thể nào thiếu thực phẩm bổ sung, có rất chắc chắn. Mà thực phẩm bổ sung thì bạn phải hiểu đúng như gì bạn nói nha. Chứ bạn đừng có cái bạ cái quỷ gì cũng vô thực phẩm bổ sung hết chết luôn. Nó bởi vì Duy Nguyễn làm mười mấy hai chục năm trong ngành này rồi, sống chung với gọi là thượng vàng hạ cám, mà lâu lâu có thượng đội hạ đạp nữa, nó khổ lắm bạn. Bởi vì cái sự minh quan cho thực phẩm bổ sung mà bạn cứ nhìn Duy Nguyễn xài cái gì thì cái đó là thực phẩm bổ sung, đơn giản vậy thôi. Tại vì Duy Nguyễn hướng về cuộc sống nhiều hơn cục cơ. Cục cơ chỉ là một phần tất yếu cuộc sống mà nó đi chung cuộc sống trong giai đoạn ngắn cuộc đời, chứ nó không có vĩnh hằng đâu bạn. Thật sự nó không vĩnh hằng đâu. Rồi vậy thì thằng này nó cung cấp cho bạn được cái gì? Tất cả những gì các bạn trong tự nhiên, mà nó lại không mang đến cho bạn những cái thứ mà tự nhiên nó kèm theo. Ví dụ như bạn, ăn cơm mẹ nấu thì bạn đâu có chọn được cái gì. Trong học cơ, bản chất của cơm có cái gì bạn phải ăn vô dính hết. Đó, nhưng mà thực phẩm bổ sung thì nó gọt lại những cái chất gọi là cần thiết và quan trọng, tốt cho cơ thể chúng ta thì nó giữ lại, còn nếu mà không tốt cho cơ thể chúng ta nó loại trừ ra. Đó, đơn giản là nó phải lọc được chất béo động nè. Đó, nó phải lọc được cholesterol nè, nó lọc được natri nè, natri là muối á, ăn mặn cho cố đi. Đó, nó lọc được gọi là trans fat nè, đó là những cái chất đó vô cơ thể bạn, nó chỉ có bao đồng đỏ bác sĩ thôi. Thì thực phẩm bổ sung chắc chắn là nó phải lọc được những cái đó và nó đem đến cho bạn một cái hàm lượng calorie nằm trong mức khống chế để cho bạn không bị tăng cân sàm, bạn không bị béo phì. Tại cuộc sống bạn ăn là chắc chắn đủ béo phì rồi, mà bây giờ bạn uống thêm thực phẩm bổ sung nữa để bạn béo phì đó là không được. Vậy thì thực phẩm bổ sung này tại sao nó là quan trọng? Nó thay thế bữa ăn cho bạn, nó tự nhiên, nó thay thế bữa ăn, nó không thay đổi bất kỳ cấu trúc gì trong đầu bạn, nó không hề có một chất kích thích khó chịu để nó gây tiềm ẩn cho bạn những căn bệnh ung thư để đời. Ung thư giờ trị được bạn, có tin vui, ung thư bây giờ trị được. Mỹ vừa mới thông qua luật là cho phép sử dụng cái thuốc đó để trị ung thư phổi gì đó, mà với cái đơn giá là 780.000 đô một năm. Bạn có số tiền đó không? Nhưng mà bạn đừng bi quan, bạn không có số tiền đó thì bạn có thể mua bảo hiểm. Mà bảo hiểm nó có cover cái bệnh đó không thì không biết. Đó, cái chuyện ung thư là chuyện xui đuổi nha, Duy Nguyễn không nói được. Nhưng mà chúng ta sẽ né tránh nó bằng tất cả những chúng ta có thể làm, bằng cách chúng ta ăn uống sạch sẽ, đừng ăn tùm bậy tùm bạ. Sống trong môi trường trong lành, đừng có hít tùm bậy tùm bạ. Làm vậy thôi, đó là cách để mình prevent đó, mình ngăn ngừa đó. Rồi đừng có ham ngủ nhiều quá, phải exercise chút đỉnh. Đó, nhưng mà đã nói lại là video này không nói về tập tạ, video này nói về đời, nói về cuộc sống. Vậy thì các bạn uống cái này bạn được cái gì? Cái này là sự chọn lựa tiên quyết và những cái something like that. Đây, ôi lộn, something like this nha. Đây, thằng này với thằng này như nhau thôi. Ở đây Duy Nguyễn không phải là nói là nói thằng Liên Body, đấy Duy Nguyễn chưa nhắc tới nó thôi nha. Duy Nguyễn nói là cái gì? Cái dạng thực phẩm bổ sung mà gọi là đẳng cấp với cuộc đời là nó thay thế bữa ăn, nó đơn giản, set a meal. Đơn giản chỉ là một bữa ăn thôi, đừng có thần thánh nó, không phải nhân sâm ngàn năm tiết phi sơn tức liên cái con khỉ gì cả. Mà đơn giản nó chỉ là một bữa ăn, that's it. Đó, tại sao không ăn bữa ăn kia mà ăn bữa ăn này? Đơn giản thôi, tại vì bữa ăn này nó tiện hơn, nó nhanh lẹ, gọn nhẹ hơn. Nó sạch hơn, chắc chắn với bạn là nó sạch hơn, sạch cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bây giờ bạn có ăn cơm tấm xà bị trưởng sạch cỡ nào thì cỡ cũng có mỡ thôi, khỏi cãi. Đúng chưa? Bạn có ăn cơm tấm xào bị trưởng sạch cỡ nào cỡ thì bạn bỏ mà hành ra cũng dính cơm trắng, khỏi cãi luôn. Cơm trắng là gọi là có hai vấn đề cần hiểu. Cơm trắng là một cái nguồn tinh bột nuôi sống bao thế hệ loài người, nhưng không có nghĩa là nó tốt. Thế thôi, cái chuyện nói chuyện rõ ràng, nói chuyện là nói chuyện khoa học chứ không nói chuyện cảm tính nha các bạn.
Vậy thì cơm trắng ăn nhiều không tốt cái điểm nào? Nói chung cơm trắng là tinh bột màu trắng. Mà tinh bột màu trắng là đại diện cho gì? GI cao, ăn vô insulin nhảy tưng 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 tưng. Chúng ta làm việc đó làm chi nhiều? Ví dụ cái việc đó nó nằm ở một cái giới hạn là được. Ví dụ như ngày ăn 2 chén 3 chén. Không đâu, ăn 5 chén cho nó khỏe. Sáng 5 chén, trưa 5 chén, chiều 5 chén, có thói quen lặp đi lặp lại. Không những nó còn đi ăn lẩu là ăn gì? Ăn bún. Thế bây giờ mà thời buổi 2024 mà ngồi Duy Nguyễn nói là kiến thức cũ thích của 15 năm trước Duy Nguyễn nói. Duy Nguyễn nó không nguội lạnh rồi mà. Nhưng mà dạo này là Duy Nguyễn là lướt mạng xã hội, Duy Nguyễn thấy vẫn những câu hỏi như năm nào, vẫn những câu hỏi ngô nghê cách đây 15 năm trước. Vậy thì những video tôi làm năm trước bao nhiêu thế hệ đã nhập tâm vô, sao không bây giờ không trend lại cho mấy bạn nhỏ? Đáng buồn đó bạn. Rồi giờ đi chi tiết cho sản phẩm này. Nó là quăng văn tại vì nó cần. Cái này là quăng vỏ. Quăng vỏ thì sự chọn lựa nó sẽ không cần bằng này. Thấy không? Mà hàng này với hàng này hai thằng là một, sốc chưa? Sốc chưa? Vậy chúng ta nạp vô người là chúng ta cần cái gì? Protein carb fat. Protein carb fat. Cái đó là căn bản an toàn nhất. Còn có nổ ra cái thằng gì nó cũng đi từ vai nó mà ra thôi, không có nào lạ đâu. Chắc chắn với bạn luôn. Vậy thì cái này nó đề chữ EA đúng không? Mà nhìn sợ đúng không? Sợ gì tâm này? EA là gì? Là sản phẩm của protein hết. Đơn giản, vậy bạn uống thằng này có EA không? Xin thưa, 40g protein sao không có được? Đúng không? 40g protein bèo bèo là 20g BCA rồi. Nhưng mà tại sao nó không ghi chữ BCA ra giống như... Nó không ghi chữ... Sorry bạn, EAA giống như này. Tại vì EAA có nghĩa là EAA Preform. EAA hàng này chưa Preform. Preform là nó tách riêng ra rồi, nó thành EA rồi. Còn EA của thằng này đang nằm ở trong một cái sợi xích protein. Thì khi bạn uống thằng này vô là nó phải xử lý sợi xích protein đó, nó sẽ sinh ra được thằng này. That's it. Bạn uống thằng này vô, cái sợi xích đó nó nhanh hơn. Nó nhanh hơn, nó work liền luôn. Còn nói về cảm giác, thằng này là một bữa ăn uống vô hay cảm giác no thôi, chúng ta cảm giác gì chứ. No và ngon các bạn. Thằng này uống thì chỉ no và ngon thôi. Còn thằng này uống vô là nó tạo cho bạn một cái dòng energy. Cuộc sống này bạn cần energy không? Những lúc Duy Nguyễn livestream Duy Nguyễn không phải uống này. Những lúc Duy Nguyễn đói Duy Nguyễn uống thằng này. Hai cái đó khác biệt hoàn toàn, không thể nào thay thế cho nhau. Nên Duy Nguyễn mới nói là thằng này văn thì này phải vỏ đi chung. Vỏ. Nhưng mà thằng này đã vỏ thì phải vỏ sao nha. Cái này là gì? EAA lên men thực vật. Nó khác với cái EAA lên men lông dịch. Lên men lông dịch bỏ quá chất vô uống này nọ kia xui lắm. Mà thật sự ngày xưa Duy Nguyễn cũng quất rồi đó bạn, chứ không phải giỡn đâu biết đâu. Đó, cái đó là một cái bạn phải cân nhắc nữa. Đó, phải biết cho nó kỹ nha. Tại vì thằng này là gì? Thằng này là tự nhiên. Vậy thì hỏi bạn lông dịch nó tự nhiên không? Tự nhiên luôn hả Tú? Đó, mày gật đầu lông dịch tự nhiên luôn. Thì đúng là tự nhiên thiệt, nhưng mà mẹ Tú có ăn lông dịch đâu? Lông măng thì chắc ăn đúng không? Vô ăn lông dịch lộn được. Cũng là lông dịch đó, nhưng mà dịch đó lông nhỏ. Còn tất nhiên mà gọi là những cái sản phẩm gọi là rẻ tiền, kém chất lượng nó làm từ lông dịch đó thì không thể nào nó lấy lông dịch hoặc dịch lộn rồi đúng không? Đó, chuyện đó là chuyện đương nhiên. Thôi, focus cho vấn đề thứ hai của chương trình. Là thằng này cho bạn cái gì? 40g protein để làm cái gì? Thật ra thì trong thế giới thực phẩm bổ sung, cái bổ sung protein là cái mắc nhất. Nó là cái đắt nhất. Chứ bổ sung cáp, nghe có ai nó bổ sung cáp không? Cáp là bây giờ mình lựa cái cáp mà mình ăn vô nó không có bị hại thôi, chứ bổ sung cáp là bổ sung gì? Bổ sung cáp chỉ có trường hợp là bây giờ bạn nào đi ngoài trời nắng nóng á, mệt quá là tuột đường xỉu cái đùng vô bơm gluco vô, vậy thôi bổ sung cáp đó. Chưa là bơm đường đó bạn. Có bạn nào người nhà bệnh viện không? Nó vô gì vô đường, có một lon đường tít vô máu đó. Là trường hợp ăn được bổ sung vô đó, vô đạm. Đó. Còn protein thì tiếng Việt dịch ra cũng là đạm thôi. Nhưng mà protein trong này là protein isolate. Isolate là nó tinh khiết, nói chung thằng này nó cực kỳ tinh khiết, an toàn tự nhiên. Đó. Nó cho bạn 40g. 40g đó là nó đủ một lon này thôi, là đủ cân bạn nguyên bữa sáng luôn rồi. Đó, cân bạn nguyên bữa sáng luôn mà nó đầy đủ dưỡng chất khác là cái gì nữa. 40g là cái như đáng giá tiền nhưng mà đơn giản. 40g như đoạn thịt bò. Nhưng mà nếu mà bạn lấy thịt bò ra đấu với bạn tới cùng luôn. Bạn lấy thịt bò ra đấu với mày đúng không? Không có cửa.
có một cái tài liệu học về Dương Nguyễn Bosch rồi, nhưng giờ nói lại ngắn gọn cho nghe. Thịt bò phải đi mua, thịt bò ăn sống được, ok, ăn phải tái tái xong bốc hơi hết mớ protein rồi. Mà cái profile, cái profile của thịt bò không có cửa so với profile của sữa, nói cho đúng. Cái profile là gì? Trong protein nó có khoảng 20 loại acid amin, thì cái sự cân bằng acid amin nó kêu là amino profile. Mà cái profile của sữa cái profile của gọi là isolate nè, nó luôn cao hơn rất nhiều so với những profile của khác trong đời. Ví dụ như thịt cá trứng sữa này không nào bằng nó hết. Cái này là cái fact khỏi cãi mà. Rồi, ăn nhai mỗi miệng chị nó khỏi bàn. Mà nên tôi nói vậy, bạn thấy là 40g này nó không hề đơn giản, nó nhiều lắm bạn. Nó nhiều lắm. Rồi, cho bạn thêm gì? Hay nè, cái này hay nè, ăn kiêng nè bạn. Cho bạn có 5g cáp. 5g cáp nghe căng nha. 5g cáp. Nhưng mà cái loại này khác à. Cái loại này cho tới 27g cáp bạn. Hai cái này khác nhau về cáp. Hai cái này cùng tên, đều chức năng như nhau, nhưng mà từng thành phần nó sẽ khác nhau. Về mặt protein 40g như nhau, nhưng mà thành phần protein nó có khác một chút nha các bạn. Tại vì thằng này làm bột, để làm nước thì thành phần protein nó phải khác chút. Đó. Rồi, thằng này được 21g cáp. 21g cáp mà cáp phức tạp đó. Cáp này quý lắm bạn, chứ không phải cáp cơm đâu. Đó. Cái cáp này mình ăn vô là nó giúp cho mình gọi là duy trì. Đó, duy trì cái trạng thái no lâu, nó không bị dư calorie, nó không bị đẩy insulin lên cao. Bạn nào gặp tiểu đường sợ insulin lắm, mà những thằng này đều không đẩy insulin lên cao. Nói vậy hiểu rồi chứ gì, đúng không? Đó. Và đặc biệt đó là xơ, cả hai đều có xơ. Xơ cực kỳ quan trọng. Thức ăn hàng ngày bạn ăn thiếu xơ, về lâu về dài bị hại đường ruột kinh. Hại đường ruột dữ lắm bạn, không phải đơn giản đâu. Chất xơ cực kỳ quan trọng nha, chứ đùa. Rồi. Rồi nó cung cấp cho bạn thêm một lượng chất béo tốt, béo tốt nha, chất béo tốt để bạn cân bằng hàng ngày. Đó, để bạn không có bị thiếu chất béo tốt. Béo mà lọc béo tốt á, béo xấu không đem vô. Còn mà ăn con cá, ăn con trâu, ăn con heo gì đó thì là béo tù lưa luôn, mà béo hại nhiều loại. Nên nó tóm lại á, thì cái loại mà thay thế bằng như vậy á, nó luôn là một cái loại thực phẩm bổ sung lựa chọn hàng đầu dành cho bạn gym hay không gym. Bạn nên nhớ nha, những cái chất như chất béo tốt nè, như là protein nè, là nó dành cho chức năng sinh lý, cuộc sống, sự tồn tại của bạn. Cục cơ là ăn ké thôi. Còn nếu mà dân gymmer tối ngày nghỉ, à cái này là tốt cho cơ thôi, không đúng, nó tốt cho cơ thể trước, rồi sau đó cơ nó ăn theo thôi. Bạn hiểu không? Bạn tức là gymmer là gì? Mình đang kế thừa cái lứa sau. Còn cái người ta uống vô là nó kế thừa cái lứa đầu. Nó còn có chức năng não, chức năng gan, chức năng thận, tất cả mọi thứ luôn. Nó làm cho cái hệ điều cái hệ tiêu hóa của mình nó không có hoạt động quá tải. Cái hệ tiêu hóa của mình nó hoạt động cực kỳ nhẹ nhàng khi dùng loại thực phẩm số này. Còn bạn đi ăn một bữa cơm thịnh soạn hay là bạn đi nhậu nguyên cái gì đó, thôi. Cái đó thì không thể nào so. Hồi nãy Dương Nguyễn có đề cập một cái là chức năng gan, chức năng thận đúng không? Vậy thì á, lúc này bạn thấy thằng này, trong thằng này nó có 7g BCAA. 7g BCAA, một lượng BCAA cực kỳ lớn. Thằng này thì nó cũng cho ra BCAA, bạn hiểu không? Tức là thằng này nó cũng cho ra BCAA. Nhưng mà khi mà bạn uống vô á, thì cái cảm giác này là cảm giác bữa ăn. Nó không sinh ra một bạn một cái dòng energy để bằng hoạt động. Bữa ăn là gì? Tôi đói tôi ăn vô, rồi cái sự phục hồi trong cái bữa ăn đó nó đến từ từ mà bạn không cảm nhận được. Mà hiểu không? Cái này thì nó giúp bạn tồn tại và phát triển. Còn cái này nó giúp bạn hành động, đó là lý do đó là quăng vỏ. Còn thằng này là build cả đất nước, build cả một đế chế thầm lặng bên dưới giữ cho sự ổn định của các cấu trúc cơ thể. Nên nó tóm lại bạn uống thằng này là bữa ăn thì bạn ăn sao nó cảm giác như vậy. Đơn giản thôi, nó không có một cảm giác rạo rực, nó không có cảm giác bùng nổ, nhưng mà thằng này nó sẽ có cảm giác là active, cảm giác chưa tới mức rạo rực đâu bạn. Nó cảm giác nó là giúp cho bạn là tỉnh táo, tập trung, gọi là tăng thể lực một chút xíu, nhưng nó không nằm ở mức kích thích. Kích thích nó khác bạn. Cái nguồn năng lượng này nó dai dẳng, nó ổn định và nó an toàn. Còn cái sự thích đó, nó đến một cách bùng nổ và nó nguy hiểm, nó hụt hẫng. Nói chung á, thằng kia tác dụng phụ cả đống, thằng này nô.
tại thằng này nó không kích thích, nó là những cái cơ chế tự nhiên thật sự thôi, bạn hiểu không? Còn ví dụ như free quá cao mà bạn xài lỗi có cái thích á, là nó sẽ sinh cho bạn một cái dòng lượng cái bắt về cảm giác bạn bị gọi là bị kích thích lên, bạn không còn tự chủ được bản thân mình nữa, từ đó bạn ảo tưởng là mình mạnh á, và những cái dòng energy nó là như vậy. Vậy thì ở cái cấp độ nào mà ta xài cái đó, tức là người ta đang mệt mỏi, người ta buồn ngủ, người ta sắp hết pin luôn rồi đó bạn, thì người ta phải Facebook cái đó cho bật cho tỉnh đó, giống như đang trực mà ngủ rồi xét đuổi sao, thì cái cú đó là phải dứt đó. Còn ví dụ như bạn chỉ đơn giản là một học sinh, một nhân viên văn phòng, bạn muốn thay đơn giản là một ly cà phê sáng nhẹ nhẹ thôi, hoặc là đang làm việc mà nó cũng hơi quể quể tí, nó không đói nha, nó là đang làm việc mà nó hơi quể quể tí, quốc này quốc thằng EA nó lên men thực vật an toàn tự nhiên là đúng bài. Như vậy á thì bạn thuộc đối tượng nào thì bạn cứ chơi thôi, đâu có tập tạ gì đâu. Nãy giờ không nói chuyện tập tạ nữa, tập tạ là cái kế thừa nó khác, cuộc sống nó cần những này chứ không phải riêng người tập tạ. Bởi vậy cái triết lý mười năm mấy năm nay của Dương Nguyễn là gym phục vụ cuộc sống. Các bạn có kiến thức về thực phẩm bổ sung, bạn phải lấy kiến thức đó mà chia sẻ cho gia đình các bạn đó. Trong tủ lạnh bạn có cái này cho mẹ bạn chưa? Ba bạn đã đau lưng rồi đó, xương cũng phải bị yếu yếu rồi đó, thì cái này là nó bổ sung sức khỏe toàn diện, cơ thể bạn cần cái gì nó lo được hết, nó không trị bệnh nha bạn, nhưng mà nó bổ sung đề kháng kháng thể. Bạn bị cái gì là do bạn thiếu chất đúng không? Bạn thiếu chất bạn mới bị, thì thằng này nó bổ sung vào đủ chất chứ không, nó không phải bổ sung một chất cụ thể nào đó mà nó bổ sung toàn diện, bổ sung toàn diện luôn, chỉ có bổ xương, bổ răng, da đẹp, tóc đẹp, rồi cơ mỡ miết gì sức khỏe rồi tùm lum la hết. Một chai này nó cho bạn 260 calori, một tô phở bạn ăn ở ngoài bèo bèo chắc duy nghĩ 400 calori, thì cái 400 calori đó nó sẽ giúp cho bạn mập nhanh lắm, mà cái chất dinh dưỡng ở trong tô phở không có cửa so với này đó các bạn đó. Nếu mà nên mà gọi là khi mà bạn đã sử dụng thằng này giống như Dương Nguyễn á, trong từng bữa ăn thay thế thì bạn không có sợ thiếu cái gì hết á, đủ hết trơn rồi, bạn không cần phải đi nạp cái đống cái dạng viên vô. Đúng không? Khi mà bạn biết được những dạng viên nó làm từ đâu á, bạn chứ nước bạn sợ thôi. Cái đó thì không nói, bạn tự tìm hiểu đi ha. Chứ không phải đơn giản mà Duy Nguyễn dám tự tin nói mày là quan văn. Duy Nguyễn nói chuyện nó đều có cơ sở. Không sợ thiếu gì hết, chỉ sợ thiếu mỗi tiền thôi. Tại vì đối với người Việt Nam mình mà giờ bỏ ra cỡ chừng 4 đồng mà mua thì thôi, 4 đô Mỹ đó bạn, là một chuyện giống như 40 đô vậy đó. Cái đó là Duy Nguyễn cũng hiểu. Cái này thì rẻ hơn nè. Đó, bây giờ mới duy trì luôn hai dòng. Dòng nước dành cho VIP 4 đô. Dòng này thì này chắc 2 đô mấy 3 đô gì không nhớ nữa. Thằng này thì cũng chắc cỡ đô. Cỡ 1 đô 1 muỗng, muỗng nó vậy nè. Đó. Bỏ vô pha uống như nước vậy đó. Thì một ngày á thằng này các bạn chỉ cần pha khoảng chừng tối đa tôi nghĩ là chừng 3 muỗng nha các bạn. 3 muỗng là quá đủ rồi đó. Như Duy Nguyễn chỉ có 3 muỗng thôi. Còn một ngày bạn một muỗng thôi tôi thấy cũng được lắm rồi đó. Nếu mà bạn không tập gym, bạn không tập gym thì bạn không phải lợi dụng trong lúc gym nữa, bạn chỉ uống trong đời sống thôi. Đó, uống trong đời sống thôi. Vậy thì các bạn trong đời sống mà các bạn không tập gym bạn uống sao nếu bạn xài có cái cặp này. Không hề kích thích nha, Duy Nguyễn bây giờ là nói chung là tư vấn các bạn người thường hay là gì đó, chia sẻ với người thường là không kích thích. Kích thích mệt lắm bạn, sau này tới hồi trẻ thì sung sức, tới hồi lớn xíu đổ bệnh tùm lum mới khổ lắm nha. Sáng ví dụ bạn muốn ăn sáng liền mà uống này cũng được, còn nếu bạn không muốn mà uống trước muỗng này, uống trước muỗng này xong rồi cầm chai này tới chỗ làm hay đi học gì đó rồi tới chừng tiếng sau mà uống chai này là ok. Thì thằng này nó bản chất là thay thế bữa ăn, bản chất là thay thế bữa ăn thôi, chút lại gì chứ không chọi đó. Vậy thì á thay thế bữa ăn bằng thay thế làm sao? Sáng chắc chắn là ăn nó thay sáng rồi, chuyện nó chắc chắn là khỏi bà. Đừng hỏi anh Duy Nguyễn ơi uống này thay sáng được không, nó sinh ra để thay sáng đó. Cái chữ nó tên là meal replacement mà các bạn đây. Ủa đâu tiêu vậy? Cái bịch kia sao nó meal replacement giờ đổi thành protein sắc rồi, các tấm gọi thôi. Bản chất của này là meal replacement nha các bạn. Thay thế bữa ăn nha. Rồi một bữa nữa Duy Nguyễn nghĩ bạn nên uống là buổi tối. Buổi tối, tại vì buổi tối thường thường bạn cơm mấy giờ? Bạn ăn cơm tối là khoảng 6 giờ đúng không? Bạn cơm tối khoảng 6 giờ mà tới bạn coi livestream tới 11 giờ bạn mới ngủ luôn. Không lẽ đi ăn gói bì tôm ẩu rồi đó. Không ăn gói bì tôm đâu, không có đi vô trong bếp coi kiếm gì có ăn đâu. Tại nó dư calo mà. Nó dư calo và cái hệ tiêu hóa phải work đó. Cái hệ tiêu hóa buổi tối nó work đi nó không tốt lắm. Tại vì nó work là nó làm việc đó bạn.
Tức là bây giờ bạn nó thật bạn giờ vô tủ lạnh kiếm tô mì trứng đúng không? Nội mà hấp thu tô mì tô trứng nó không là cái cơ thể mà nó quốc nó mệt rồi đó. Cơ thể bạn nó sẽ hấp thu cái đó nó bị mệt mà nó hấp thu nhiều calo quá nó bị mập nữa. Thằng này 260 calo khỏi kể. Nóc vô phát đi ngủ thế thôi. That's it. Còn ví dụ như trường hợp là bạn đi đâu đó chơi mà bạn ăn được thì bạn uống nó. Đơn giản vậy thôi. Trong bất kể bước đường đời của bạn đi đâu cũng được uống nó. Đi chơi với bạn gái cầm hai ba lon được uống luôn, khỏi đi ăn tốn nhà hàng. Chứ nhiều khi cũng không phải là vấn đề tiền mà vấn đề chả có thời gian để mà ăn. Bạn nghĩ là cuộc đời đó nó chán không? Bạn đi được với bồ. Sáng ăn cử, trưa ăn cử, chiều ăn cử, ở nhà hàng 3 lần ai rảnh. Duy Nguyễn không làm chuyện đó, nó thiệt bạn luôn. Cùng lắm ăn cử tối thôi, cái tối Duy Nguyễn là 7 giờ, Duy Nguyễn vẫn ra nhà hàng thôi. Còn buổi trưa thôi em ơi, kiếm gì chặt bập chặt lẹ đi, đi chơi nữa chứ ai đâu rảnh ăn. Đó, nên bạn sẽ trong bước đường đời của bạn sẽ cảm thấy này nó cực kỳ quan trọng. Đây là Duy Nguyễn cốc chứ không phải quảng cáo nha các bạn, mà là chia sẻ. Chia sẻ thôi, khi mà bạn có cơ hội mà đi road trip hay là bạn nói bạn đi du lịch, bạn đi cái kiểu gì đi chăng nữa, bạn đi làm thì bạn sẽ thấy những cái thằng dạng này nó cực kỳ quan trọng luôn. Những cái dạng mà thay thế bữa ăn với những cái dạng mà gọi là nước uống. Ví dụ bên Mỹ nó tối tân rồi, nó sẽ uống energy. Cái chai energy nó là cái chai giống như chai này mà nó dạng energy, nó bằng lon như lon thiết đó bạn. Uống nó tiện. Còn ví dụ Việt Nam mình còn nói chung chưa, nó còn chưa kinh tế tới mức đó thì thôi, này thì bỏ vô pha vô bình lắc á, pha vô bình lắc, cộng bình lắc đi. Bình lắc đó nó vừa uống EA mà nó vừa có thể sinh nước. Thấy không? Nó gọi là đó là cái cách sống nó khá là hiện đại. Nó thể hiện cái sự tiếp cận về học kỹ thuật dinh dưỡng của mình nó cũng nằm độ cao. Thì thôi chương trình cũng dài quá rồi, Duy Nguyễn xin phép lại đây. Mọi thắc mắc cứ đặt ở dưới comment, khuyến mãi thêm. 7 gram BCA thì nó không qua gan. Nó không qua gan.